mọi người, chào mừng mọi người đến với bữa tối của Trúc ha. Hôm nay thì Trúc có món mì cay nè và món tôm tái chanh. Lâu lắm rồi mới lại ăn cái món tôm sống tái chanh mọi người. Bây giờ Trúc sẽ đổ cái nước sốt vào đây nha. Cái này là nước chanh á, và Trúc bỏ vào đây gia vị là có ớt, có tắc, có sả, có hành tím nè. Trời ơi, chưa gì hết mà thấy nó nhức nhối rồi mọi người. Lâu lắm rồi mới ăn lại món này luôn á. Từ cái dạo bao tử bị đau. Mình sẽ chấm cái tôm tái chanh này với lại nước tương mù tạt nha mọi người. Và mình sẽ uống nước đá chanh xả. Ngon và thơm quá. Mời mọi người nha. Thử một miếng trước nào. Chấm vào mù tạt, mình bóc đi cho nó mới đúng chất của món này. Mời mọi người. Nó ngọt, nó đã, bá cháy luôn. Phê, sướng. Mọi người á, nếu như mà bị đau bao tử giống Trúc á thì mọi người đừng có ăn cay. Ở đây á, cái màu đỏ đỏ mà mọi người thấy á là Trúc bỏ bằng ớt chuông á mọi người. Chú cũng có bỏ ớt cay nữa nhưng mà chú bỏ tí xíu à. Mù tạt nhiều ăn đảo quá. Phê quá mọi người ơi. Ở trong đây mình có hành nữa nè, mình trộn lên. Mấy cái này mọi người vẫn có thể ăn được nha. Cái này chỉ là nước chanh để mà mình tái con tôm thôi nha mọi người. Còn muốn ngon thì phải chấm vô trong cái nước tương mù tạt này. Có cay mà nó đã. Một lưu ý cho mọi người khi làm món này đó là mọi người phải rút chỉ con tôm thiệt là sạch nha. Thì lúc mọi người ăn mọi người mới mạnh miệng được. Đã quá mọi người ơi. Nay Trúc bỏ quá trời mù tạt luôn á. Đau quá. Không ngon không lấy tiền nha. Ở nhà có mỗi mình Trúc biết ăn món này. Mà cũng có mỗi mình Trúc ghiền món này. Quá đã luôn. Nhức nhối. Gia vị thì chủ yếu là bỏ vô để nó tạo mùi á mọi người. Nên là mọi người phải bỏ nhiều thứ à. Ở đây chủ yếu của Trúc là hành với tắc. Con tôm nó không quá to mọi người nhưng mà nó tươi á. Nên là nó rất là ngọt thịt. Đã lắm luôn mọi người. Cắn trúng vào miếng sả nó thơm. Mù tạt nó siêu cay mọi người. Mà nó ngon quá. Bây giờ Trúc sẽ ăn mì. Trúc hát xì một cái mà giờ Trúc đổi giọng luôn nè. Trúc nấu mì cay. Mì cay này là mì cay kokumi. Trúc nhớ rồi, mì cay kokumi. Trúc bỏ vào đây vài miếng chả, chả chay nè mọi người. Và bắp cải. Chỉ vậy thôi. Còn cái này là những cái đầu của mấy con tôm này đó. Một chùm luôn. Trúc bỏ nó vô, Trúc nấu cho nó ngọt nước đó mọi người. Mời mọi người nha. Mì cay. Sợi mì rất dai.
nghe miếng chả nó két két như nghe miếng cao su. Chả đó là chả chay á mọi người. Người ta làm bằng tẩu kia. Hôm nay được ăn tôm sống ngon ghê. Chúc nhớ hồi đó cái clip đầu tiên mà chúc được mọi người biết tới nhiều nhất á, biết tới nhiều á nha. Hồi trước lúc mới làm á là làm YouTube mấy cái clip đầu á có mấy chục view à. Tới một ngày nọ cái clip mà chúc được mấy ngàn view, nó lên một cái view là cái clip mà chúc ăn tôm sống á. Bữa đó là mua con tôm về xong rồi lột tới đâu ăn tới đó luôn mọi người. Mà lột nó lâu lắm, tại con tôm sống nó rất là khó bóc vỏ. Mà con tôm này á, mọi người phải ăn liền, lột ra ăn liền thì thịt nó mới ngọt, nó mới tươi. Còn nếu như mà mọi người để lâu á, là một lát con tôm nó sẽ bị dai. Ừ, là hết tươi rồi đó. Mì này ngon quá. Mình cũng có thể ăn đầu con tôm này nha. Hàng xóm mình vừa đi ngang qua nhà mình nói chuyện nên hơi to. Bây giờ là 7 giờ kém rồi. Ăn xong sau đó chúc sẽ lên chúc edit video rồi chúc up cho mọi người ha. Bây giờ thì mình lại ăn tôm. Mình sẽ trộn lên hết. Mình thích trang trí món ăn lắm mọi người. Mình rất thích trang trí món ăn. Nhưng mà phải có thời gian rồi. Mình phải có đầy đủ cái nguyên vật liệu, những cái rau củ quả tạo màu á. Quá đã, quá đã. Cái nước này ngon lắm. Chú bỏ vào đây một ít đường, một ít nước mắm và nặng chanh thế thôi á. Không có bỏ thêm cái gì, không có bỏ bột ngọt nha mọi người, đặc biệt là không bỏ bột ngọt nha. Kêu là ngon bá cháy. Kỳ quá không? Tự mình làm cái tự mình khen kỳ ghê. Nhưng mà mình không có ai ăn chung để mà mình có thể cho người ta thưởng thức rồi người ta cho ý kiến cho mình hết. Lúc trước thì có Xuân Nhi, nhưng mà Xuân Nhi thì thường ăn những món ăn vặt thôi, còn mấy cái món ăn mà kiểu sống sống gì Xuân Nhi không dám ăn đâu. Minh Hùng thì cũng vậy, Minh Hùng kiểu còn bé mà nên là chỉ cái nào ăn ăn vui, ăn ngon, ăn ngọt thì Minh Hùng thích. Mình sẽ tìm một partner để ăn chung. Mình sẽ rủ cà rốt của mình ăn. Nhất định. Nhưng mà còn chừng nào có cà rốt để rủ thì không biết ha. Cái nước này quá trời ngon à.
này là nửa ký tôm đó mọi người. Mọi người nó cay. Vừa trúng cái mù tạt mà vừa trúng cái miếng ớt trong đây. Miếng ớt thiệt. Có cái trái tắc đó mọi người, nên nó thơm ghê luôn. Đã. Bữa tối vui vẻ nhưng mà hơi kém mắt mẻ của Trúc đã xong. Chúc cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay nha. Và đừng quên like, share và subscribe kênh cho Trúc ha. Cũng như là mọi người có thể góp ý món ăn ngày hôm nay cho Trúc nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.